Trưa ngày 24 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Quý Mão, đạo tràng chùa Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thân Bình đã trang nghiêm tổ chức khóa tu dành cho những người bận rộn gia duyên. Đây là khóa tu đặc biệt được diễn ra vào đúng ngày mùng 2 âm lịch hàng tháng tại chùa Phước Ấm do Đại Đức Thích Bảo Ân, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện Thân Bình, trụ trì chùa Phước Ấm, chứng minh và hướng dẫn tu tập. Phần lớn các hành giả tham gia khóa tu này đều là người bận rộn với các ngành nghề kinh doanh buôn bán, giáo viên, công nhân, cán bộ, thợ thủ công. Mọi người chỉ tranh thủ được một khoảng thời gian hiếm hoi ngoài giờ hành chính. Do vậy, thời khóa tu tập được bắt đầu từ 11 giờ và kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày. Sau khi vân tập dùng cơm trưa, đúng 12 giờ, đạo tràng đồng trang nghiêm quy hướng Phật tiền, thành tâm tác phát sám hối, trì tụng năm biến chú Đại Bi và tụng kinh Phước Đức, xưng tán hồng danh chư Phật, chư Bồ Tát. Tiếp đó, toàn thể đạo tràng thực hiện pháp sự phóng sanh, ngưỡng vọng sự gia trì từ Tam Bảo, khai thị cho chúng sanh có được đạo giao kết duyên cùng Phật Pháp, hồi sinh về với môi trường tự nhiên, mang thông điệp thiền đạo, cầu mong hòa bình, an lạc đến với tất cả mọi người. Từ đầu năm đến nay, Đại Đức trụ trì chùa Phước Ấm đã tổ chức được 3 khóa tu dành cho người bận rộn. Số người tham gia mỗi khóa càng tăng lên và lan tỏa tinh thần tu tập đến nhiều người trong cộng đồng, mở ra hướng tu tập khế cơ, khế thời, khế xứ, hành như lai sự, hoằng dương chánh pháp, góp phần phụng sự an sinh xã hội theo tinh thần Phật giáo.